Tạ Lan Thần, anh ra đây đi. Chúng ta nói chuyện. Được, đi đâu nói chuyện đây? Ngoài khu nhà có một sạp ăn đêm, nếu như anh không để ý. Tôi để ý. Vậy không mời tôi lên nhà ngồi sao? Sợ tôi ăn thịt cô sao? Anh đói bụng không? Nếu như là cơm do cô nấu, tôi không chỉ ăn một chén đâu. Vậy anh đi theo tôi lên nhà. Nhà phía đông tòa 7, đúng không? Làm sao anh biết? Ngày nào tôi cũng nhìn cô về nhà, chờ đến khi đèn sáng mới rời đi. Anh ăn chậm thôi, đừng để nghẹn. Không phải tìm tôi nói chuyện sao? Nói cái gì? Anh ăn chậm thôi, đừng để nghẹn. Không phải tìm tôi nói chuyện sao? Nói cái gì? Anh gần đây sống có tốt không? Vẫn tốt, giống như trước đây. Còn cô? Tôi cũng tốt lắm, cảm giác được tự do lần nữa, thật sự rất tốt. Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này? Không phải. Công ty của đàn anh Lục. Tôi không biết đàn anh Lục nào cả. Anh biết người tôi nói là ai? Gọi đàn anh Lục quen rồi, nhất thời không thay đổi được. Diệp Chi Hạ, anh ta không còn là Lục Tư Minh trước đây nữa. Anh ta tìm cô cầu xin tôi sao? Không phải, anh ấy không biết. Anh đừng nói cho anh ấy. Thật là biết suy nghĩ cho anh ta. Cảm ơn cơm của cô nha, bye bye cô. Tạ Lan Thần, anh có thể tha cho anh ấy không? Anh ấy không làm gì sai. 4 giờ chiều ngày mai đến công ty tìm tôi. Tôi sẽ cân nhắc. Nè, Triệu Lý, cậu nhìn xem tôi mặc bộ này thế nào đây? Tạ Tổng, tôi không hiểu lắm về các kiểu quần áo, anh biết mà. Được, tôi hỏi cậu đúng là thừa mà. Nhưng mà Tạ Tổng, tôi nghĩ, tôi cảm thấy cho dù anh mặc cái gì cũng đều rất đẹp trai. Vậy sao? Đúng rồi Tạ Tổng, lát nữa 3 giờ có một cuộc họp liên quan đến đấu thầu, anh đừng quên. Để lùi đi. Hả? Chiều nay tôi có chuyện quan trọng cần làm. Tiểu Lý, mấy giờ rồi? Tạ Tổng, không phải anh có đeo đồng hồ sao? Lan Thần. Không phải đã nói cô đến một mình sao? Mang theo người nhà làm gì chứ? Khi Chi Hạ cần tôi, tôi sẽ có mặt. Không giống ai đó, chỉ biết trách móc mà thôi. Được rồi, đàn anh, anh về trước đi. Em có chút chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Được, chờ sau khi em nói xong, anh sẽ đến tìm em. Lan Thần. Dừng, đi đi. Cút đi. Cút đi. Con nhìn xem, con thích cái này không? Mẹ, cái này quá quý trọng, thích thì mua. Có phải trước đây con chưa từng mua quà cho Chi Hạ? Mẹ nhìn thấy hộp trang sức của con bé trống rỗng không có gì, con làm chồng kiểu gì vậy? Con có biết là nhẫn có ý nghĩa thế nào với một người phụ nữ hay không? Lan Thần, tối qua không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chiều hôm nay tôi đến đây. Nhà họ Kiều xong rồi. Nhưng mà tối hôm qua chúng ta. Tôi từng nói hôm nay cô đến đây thì tôi suy nghĩ lại. Vậy anh có thể suy nghĩ thêm không? Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi. Nhà họ Kiều xong rồi. Cô nghe rõ chưa hả? Rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào thì anh mới tha cho anh ấy. Cô yêu anh ta như vậy sao? Được, quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi sẽ tha cho anh ta. Tạ Lan Thần, thế này thì anh đã vừa lòng chưa? Nhà họ Kiều xong rồi. Quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi tha cho anh ta. Tạ Lan Thần, anh ác lắm. Lão Lục, anh là bác sĩ, sao anh lại không hiểu? Phụ nữ có thai cần phải được nghỉ ngơi chứ. Lão Trương, chuyện sinh thai đột ngột tôi cũng không ngờ đến. Đây mà là chuyện không ngờ đến sao? Trước đây vợ anh đến khám thai, tôi nói với cô ấy vị trí thai không ổn, nhất định phải chịu khó nghỉ ngơi.
kết quả thì sao? Khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Vậy đứa bé thế nào rồi? Đứa bé không có chuyện gì cả, nhưng mà sức khỏe của thai phụ không tốt lắm, có khả năng sẽ thai lớn, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn. Đứa bé này nếu như bỏ đi, có ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe người mẹ không? Sao lại hỏi vậy? Với tình trạng sức khỏe hiện giờ cô ấy mà nói, nếu như muốn bỏ đứa bé này, sau này có thể vô sinh. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ cô ấy mà nói, nếu như muốn bỏ đứa bé này, sau này có thể vô sinh. Tỉnh rồi sao? Xin lỗi, lại làm phiền đến anh. Nếu như em còn ngại ngùng với anh sẽ tức giận đó nha. Bác sĩ có nói gì không? Không có, chỉ nói thể chất của em hơi kém, không có gì đáng ngại cả. Nhưng mà lần sau không như vậy nữa. Vậy đứa bé? Đứa bé rất khỏe mạnh. Bác sĩ không nói gì sao? Không có, sao vẫn không yên tâm như vậy? Trước đây mỗi lần em đến khám thai, bác sĩ đó đều dọa em, vậy mà lần này lại không nói gì. Em thấy không quen lắm. Đúng. Tạ tổng, ra ngoài đi. Tạ tổng, tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi. Cô Diệp bị té rồi, hiện giờ đang trong bệnh viện. Cái gì? Cô ấy vẫn tốt, con cô ấy cũng vẫn ổn. Con sao? Cô ấy có con với Kiều Tư Minh. Mẹ à, có phải con sai rồi không? Con đang nói cái gì vậy? Khi cô ấy còn bên con không đối xử tốt với cô ấy. Chờ đến khi con tỉnh ngộ, hứa với cô ấy nhưng lại không thực hiện được. Vốn dĩ cô ấy rời xa con có thể sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì sự đố kỵ của con khiến cô ấy đang mang thai cũng phải quỳ xuống. Xíu chút nữa thì xảy thai rồi. Con trai à, là con sai rồi. Nhưng điều con sai hơn là chỉ vì một phần ân tình chỉ còn nhỏ mà trả nợ hết lần này đến lần khác. Hiện giờ con còn muốn trả bằng cả cuộc đời mình. Mẹ ơi, ân tình có nặng hơn nữa cũng có lúc trả hết. Huống hồ chuyện năm đó cũng không thể chỉ nghe lời cô ta nói. Chị Hạ, chào dì. Sao dì lại đến đây? Lăng thần biết mình phạm phải lỗi lớn, không dám đến gặp cháu, nhờ dì đến thăm cháu. Dì à, cháu không trách anh ấy, đây là lựa chọn của bản thân cháu. Trời ơi, đứa bé này quá sức lương thiện. Hôm qua khi dì biết chuyện đã rất tức giận. Dì à, cảm ơn dì đã hiểu cho cháu. Từ lâu dì đã coi cháu như con gái của mình. Cho dù cháu và Lan Thần không có duyên làm vợ chồng, dì cũng hy vọng cháu có thể nhận người mẹ là dì. Đây là canh bào ngư dì nấu, cháu nếm thử xem. Dì là... Cậu là Tư Minh đúng không? Dì là mẹ của Tạ Lan Thần. Cậu đừng lo lắng, dì không giống với thằng nhóc thối đó. Dì thật lòng yêu thích Chi Hạ. Chỉ cần cậu đối xử tốt với con bé thì chuyện của hai đứa dì tán thành cả hai tay. Alo, chào cậu. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, bệnh nhân Diệp Hạ Chi phòng 307 tình trạng sức khỏe hiện giờ thế nào? Sao lại hỏi nữa? Lẽ nào giữa người nhà của bệnh nhân đều không quen biết nhau sao? Tôi là mẹ chồng của con bé. Bây giờ giữa hai vợ chồng nó đang có chút mâu thuẫn nhỏ. Bà là mẹ chồng cô ấy, vậy chồng cô ấy đâu rồi? Lần khám thai nào cũng không tới, có cần vợ và con mình nữa không? Bác sĩ, cậu nói cái gì? Sao tôi thấy hình như bà rất vui vậy? Tôi nói chồng cô ấy không đến khám thai cùng cô ấy lần nào cả. Nhưng mà tôi nghe y tá nói mỗi khi con bé đến khám thai đều có một người đàn ông ở bên cạnh. Đó là anh cô ấy. Bà quay về hãy khuyên con trai của mình, sức khỏe bệnh nhân không tốt, người làm chồng làm cha như anh ta sao lại không quan tâm gì cả chứ? Được, được, tôi sẽ về nhà nói nó. Cảm ơn cậu bác sĩ. Phu nhân, chúng ta về nhà hay là... Về nhà. Đúng rồi, cậu đi điều tra cho tôi một chuyện. Điều tra xem lần đầu tiên Chi Hạ đi khám thai là khi nào, rồi lấy báo cáo khi đó xem con bé đã mang thai được bao nhiêu tuần. Vâng, thưa phu nhân. Phu nhân, chuyện bà cần điều tra đã điều tra rõ ràng rồi. Cậu mau nói. Lần đầu tiên khi cô Diệp đi bệnh viện là sau khi chính thức chuyển ra khỏi nhà 1 tháng 3 ngày. Khi đó cô ấy có thai được 6 tuần. Đây là kết quả kiểm tra. Hay, hay lắm. Tôi biết rồi, đi, đi tìm Lan Thần. Alo, hôm nay gặp ở chỗ cũ. Cô Kiều à, dục cầu bất mãn như vậy sao? Không phải tối qua chúng ta mới... Tôi đã không còn nhiều thời gian, tôi buộc phải nhanh chóng có con. Quá ra cô là gì? Tiêu Mặc, tôi cảnh cáo anh,
Chuyện không nên hỏi dò thì đừng có hỏi. Nghiên cứu loại thuốc mới đã thành công. Tiếp theo, bộ phận nghiên cứu phải phối hợp với các bộ phận khác. Còn nữa, những công việc tiếp theo. Lang thần, ra đây. Chờ một lát nha. Mẹ, sao mẹ đến đây chứ? Con trai, con sắp được làm ba rồi. Con... đứa bé trong bụng Chi Hạ là của con. Nhưng mà chuyện này Kiều Trương Minh anh ta. Hôm qua khi mẹ đến bệnh viện thăm Chi Hạ, phát hiện thái độ của hai người họ hoàn toàn không giống người yêu. Nếu như Chi Hạ thật sự mang thai con của cậu ấy, vậy thì ánh mắt nhìn cậu ấy tuyệt đối không phải vậy. Đó cũng chỉ là suy đoán. Mẹ đã điều tra rồi. Khi Chi Hạ mang thai, con chưa rời khỏi nhà chúng ta. Nhưng mà hai người tụi con... cho dù thế nào, đón con bé về nhà trước. Con bé mang thai rồi, ở bên ngoài một mình quá vất vả rồi. Giờ cô ấy không còn để tâm đến con. Con có còn là con trai của mẹ không vậy hả? Sao mà không nhanh nhạy gì hết? Mẹ nói con nghe. Tạ Tổng, sau này có chuyện gì, cậu cứ cử người đến dặn dò một câu. Tôi nói luôn, bệnh nhân nữ lần trước, Diệp Chi Hạ là vợ của tôi. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của Tạ Lăng Thần tôi. Cho nên cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy, ông phải chăm sóc thật tốt. Còn nữa, nếu như cô ấy muốn đi, hoặc có người khác muốn đưa cô ấy đi, phải nghĩ mọi cách giữ cô ấy lại, tạm thời không để cô ấy rời khỏi bệnh viện. Nếu như có chuyện gì thì bệnh viện này của ông không cần mở cửa nữa. Dân, Tạ Tổng, tôi sắp xếp người chăm sóc chuyên nghiệp cho cô Diệp ngay. Đi đi. Dân. Cô Kiều à, chúng ta suốt ngày ở cạnh nhau như vậy, lẽ nào không sinh ra chút tình cảm nào sao? Anh làm gì có chỗ nào sao được với anh Lăng Thần. Cô nói như vậy tôi rất đau lòng nữa nha. Dù sao khi ở trên giường, tôi khiến cho cô vui vẻ hơn ta. Anh trai tốt của tôi, chúng ta gặp nhau đi. Dù sao về mặt nào đó, chúng ta vừa là người thân, vừa là đồng minh. Cô muốn nói gì? Chúng ta hợp tác chia rẽ hai người họ. Diệp Chi Hạ thuộc về anh Lang Thần thuộc về tôi. Thế nào? Tôi không đồng ý. Anh đừng vội. Chỉ cần đứa bé đó tồn tại, cho dù chị ta nghĩ về quan hệ huyết thống của đứa bé, thì chị ta cũng không thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ hoàn toàn với anh Lăng Thần. Nhưng Chi Hạ không thể có thai được nữa. Đây là cơ hội làm mẹ cuối cùng của Chi Hạ. Chi Hạ rất yêu trẻ con. Tôi không muốn. Anh phải hiểu được mất. Nếu anh không làm vậy thì anh sẽ mất đi chị ta. Sao quay về nhanh vậy? Chi Hạ, Tạ Lăng Thần, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Cảm ơn anh giữ lời hứa, không tiếp tục làm khó đàn anh. Chi Hạ, nếu như không có chuyện gì nữa thì mời anh về cho. Tôi đã biết rồi. Biết cái gì? Đứa bé là của tôi, đúng không? Về nhà với tôi đi, Chi Hạ. Nói thật nhẹ nhàng, Kiều Hân Duyệt của anh thì sao? Cô ta đồng ý không? Tôi dùng thân phận gì để quay về nhà cùng với anh? Là vợ cũ, người tình, hay là kẻ thứ ba? Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi biết cô oán trách tôi. Cô oán trách tôi là đúng. Không, tôi không oán trách gì anh. Chỉ là tôi không muốn phải tiếp tục sống cuộc sống đó nữa. Tôi sẽ giải quyết êm đẹp mối quan hệ của tôi và Hân Duyệt. Cô hãy tin tôi nha. Sao mà anh vẫn không hiểu? Chúng ta không thể quay lại nữa. Đứa bé này là con của một mình tôi. Tôi sẽ tự mình nuôi nó trưởng thành. Chi Hạ, cho dù anh nói cái gì, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi sẽ quỳ ở ngoài cửa đến khi cô tha thứ cho tôi. Tạ Lang Thần, Tạ Lang Thần. Lấy một lọ thuốc sảy thai trong kho đến cho tôi đi. Đưa vỏ lọ thuốc thành vỏ thuốc vitamin tổng hợp. Anh Lang Thần, chúng ta về nhà thôi. Cô về nhà đi, tôi không về đâu. Vì sao chứ? Cô ấy không hề yêu anh. Hân Duyệt, nếu như tôi nói với cô tôi không xứng để cô thích tôi, cô sẽ yêu người khác sao? Em không thể. Em không làm được. Tôi cũng không làm được. Tôi không có cách nào yêu cô cả. Trước đây tôi có lỗi với cô ấy,
Từ nay về sau tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Còn về tôi nợ cô, tôi sẽ dùng Tạ Thị để bồi thường cho cô. Tạ Lang Thần, anh điên rồi. Cô về đi. Nếu tôi nói quỳ đến khi nào cô ấy tha thứ thì tôi sẽ không đi. Được, anh quỳ đi. Anh quỳ đến chết luôn mới tốt. Không phải đã nói là không về sao? Thật không về sao? Chi hả? Tạ Lang Thần, anh là đồ ngốc sao? Em tha thứ cho anh rồi sao? Tôi sợ nếu tôi không tha thứ cho anh, để tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị quỳ ở trước mặt mọi người thế này, ngày mai nhà báo sẽ đến đây phòng bệnh của tôi. Vậy em có từng suy nghĩ đến nếu như em không bước ra thì chỉ có một mình anh lên trang nhất? Nhưng mà hiện giờ đã thành hai người rồi. Anh nghĩ ngày mai em sẽ bị nhà báo vây quanh rồi. Thật là không tin nổi. Kiều tổng, cô Diệp rời khỏi phòng bệnh rồi. Cô ta đi đâu? Cô ấy, nhanh nói đi. Cô ấy đang ở cùng với Tạ tổng ở trước cổng bệnh viện. Chi Hạ, em đừng trách anh nha. Mẹ, cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Về nhà là tốt rồi. Mẹ, con đã quỳ trước phòng bệnh cả một ngày, cô ấy mới chịu tha thứ cho con. Con còn thấy rất tự hào đúng không? Chi Hạ, anh sẽ không buông tay em ra nữa. Tạ Lang Thần, mẹ nói con nghe, nếu lần này con còn khiến cho Chi Hạ phải bỏ đi thì mẹ sẽ đi cùng với Chi Hạ, sẽ không giúp con nữa. Mẹ à, không phải vậy chứ. Được rồi, được rồi, mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Đừng để Chi Hạ vừa về nhà là con liền ngã bệnh, cuối cùng Chi Hạ lại phải chăm sóc cho con. Em xem kìa, giờ mẹ chỉ sợ em bị mệt. Người con trai như anh không được quan tâm chút nào cả. Thằng nhóc thối, qua đây. Con có thể về nhà thật sự là quá tốt. Không có ai nói chuyện cùng với mẹ, mẹ buồn lắm. Anh Lang Thần, em có một tin tốt muốn nói cho anh. Mẹ, có tin tốt gì chứ? Em mang thai rồi. Không thể nào. Chúng ta không hề. Làm sao cô mang thai được chứ? Anh Lang Thần, anh quên rồi sao? Tối đó chúng ta... Anh Lang Thần. Chị Hạ. Anh Lang Thần, anh không vui sao? Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Từ sau khi em rời đi, ngày nào anh cũng buồn bã, ngày nào anh cũng nhớ em, nhưng lại không thể đi tìm em. Chứng trầm cảm của Hân Duyệt anh không thể mặc kệ, nhưng anh không có cách nào thích cô ấy. Trong lòng anh chỉ có em. Cho nên ngày nào anh cũng sắp xếp cho mình trước nhiều công việc, không để bản thân được nghỉ ngơi. Thế này thì anh sẽ không đau khổ nữa. Đừng nói những chuyện không liên quan đó. Đứa bé trong bụng cô ta là chuyện thế nào? Hôm đó anh bị hạ thuốc, anh tưởng rằng đó là em, cho nên... Hạ thuốc? Hân Duyệt hạ thuốc anh sao? Là mẹ. Không thể nào. Mới đầu anh cũng không tin, nhưng mà sau khi anh đi tìm mẹ luôn hỏi chuyện, bà ấy ở nhà nhiều năm như vậy, anh hiểu rất rõ con người bà ấy, nhất định sẽ không nói dối. Vậy anh đã hỏi mẹ chưa? Không có. Kiều tiểu thư, mẹ, tôi không biết cô đã làm thế nào để có đứa bé này. Nếu như là con của Lang Thần, vậy Tạ gia chúng ta sẽ nhận nó về nhà. Nếu như cô chịu sinh nó ra, tôi đảm bảo tôi sẽ đích thân nuôi dưỡng nó trưởng thành. Tương lai Tạ thị cũng sẽ có phần của nó. Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Tai nạn xe năm đó, tôi đã điều tra rõ chân tướng rồi. Chân tướng gì chứ? Năm đó, người say rượu lái xe gây tai nạn không phải cha của Chi Hạ, mà là cô. Tôi không nói cho Tạ Lang Thần, chính vì muốn giữ lại chút thể diện và tự tôn cho cô. Nhưng nhà họ Tạ chúng tôi tuyệt đối không thể có người con dâu như thế này. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Nói cho rõ chuyện này, vốn dĩ là cô nợ Chi Hạ. Cha mẹ của con bé vì cô say rượu lái xe mà chết. Con bé lại còn phải vì một tội danh không có thật mà chuộc tội cho cha mình, chịu hết mọi khổ nhục. Sao cô có thể yên lòng như vậy? Xin lỗi anh, lần trước chưa nói với anh một tiếng mà đã rời đi. Chị Hạ, em không cần giải thích gì với anh đâu. Đàn anh
Cảm ơn anh. Vậy sau này em định làm gì? Sau này em cứ vậy mà về nhà họ Tạ sao? Em định cho Tạ Lăng Thần thêm một cơ hội. Dù sao anh ấy cũng là cha của đứa bé. Em yêu anh ta không? Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà em nghĩ em yêu anh ấy. Anh ta là Hân Việt còn chưa ly hôn. Bên phía ba anh sẽ làm chỗ dựa cho Hân Việt. Anh sợ em về đó sẽ phải chịu khổ. Nếu đã quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội thì cũng nên tin tưởng anh ấy thêm một lần. Anh ấy nói cho anh ấy thêm nửa tháng, anh ấy sẽ giải quyết hết. Vậy em sẽ đợi anh ấy thêm nửa tháng. Dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Chị Hạ, em đây. Được rồi đàn anh, em biết anh rất muốn tốt cho em, nhưng em cũng hy vọng là anh được hạnh phúc. Em hy vọng anh có được hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ hạnh phúc, chị Hạ. Cùng chúc em hạnh phúc. À đúng rồi, đây là vitamin tổng hợp mà công ty anh mới vừa nghiên cứu ra, chuyên dùng cho những bà mẹ mang thai sức khỏe yếu, còn chưa bán ra ngoài. Anh lấy cho em một bình trước nha. Vậy thì em cảm ơn đàn anh trước. Không sao đâu em. Kiều tiểu thư, tôi thật sự không thể làm vậy. Mẹ Lương, bà đang làm cái gì vậy? Kiều tiểu thư, lần trước cô bắt tôi nói dối với thiếu gia, tôi đã làm theo lời cô rồi. Cầu xin cô tha cho con gái của tôi. Chỉ cần bà đổi bình thuốc này cho tôi, tôi không những thả con gái của bà ra một cách nguyên vẹn, mà còn cho bà một món tiền để bà sống cuộc sống không lo nghĩ gì những năm còn lại. Kiều tiểu thư, tôi không cần tiền, tôi chỉ cầu cô thả con gái tôi ra, buông tha cho hai mẹ con tôi. Nếu như bà không đồng ý, vậy dược phẩm Kiều thị sẽ rất vui, có thêm một người hiến tặng cơ quan cho đội nghiên cứu của tập đoàn. Không không, không không, không không, tôi làm, tôi làm, tôi làm. Mẹ Lưu, tương lai cuộc sống tốt hơn đang đợi bà đấy. Vào đi. Tiểu thư, tổ yến. Mẹ Lưu, cứ để ở đây, uống thuốc xong rồi cháu sẽ uống. Tiểu thư, làm sao vậy? Hay là cô ăn tổ yến trước đi. Mẹ Lưu, sao hôm nay bà lại kỳ như vậy? Bà già tôi lâu lắm rồi không nhìn thấy tiểu thư. Hơn nữa gần đây cô đang mang thai, cần phải cẩn thận. Tôi sợ là mình không chăm sóc tốt cho cô. Có gì mà phải cẩn thận hơn chứ. Bà xem, từ sau khi cháu về nhà, bà đã chăm sóc cháu mập lên mấy cân liền. Tiểu thư không chê thì tốt. Mẹ Lưu, cháu chưa bao giờ coi bà là người làm. Cháu, lòng cháu hiểu rõ, bà đối xử tốt với cháu. Tiểu thư. Mẹ Lưu à, bà đang làm gì vậy? Mau đứng lên. Đây là làm sao vậy? Dự án khu vui chơi ở khu phát triển đã hoàn thành xong bước đầu. Tiếp theo, Tạ tổng, cô Diệp bị xỉu ở nhà. Ông đang nói cái gì chứ? Tạ thiếu gia, trạng thái hiện giờ của cô Diệp thật sự không tốt. Giờ chúng tôi đang nghi ngờ có phải cô ấy đã ăn nhầm cái gì không. Nhưng tất cả những báo cáo kiểm tra của chúng tôi đều không có bất cứ thông số nào bất thường cả. Mẹ, chị Hạ vẫn chưa tỉnh sao? Khi mẹ Lưu đưa tổ yến đến cho chị Hạ, đã thấy con bé hôn mê trong phòng rồi. Chị Hạ, nơi này không chào đón anh. Anh hãy để tôi nhìn chị Hạ đi. Tôi nói nơi này không chào đón anh. Anh tránh ra. Thuốc là tôi đưa chị Hạ, chỉ có tôi mới biết làm thế nào để cứu cô ấy. Anh nói gì chứ? Thuốc là tôi đưa chị Hạ, chỉ có tôi mới biết làm thế nào để cứu cô ấy. Anh nói cái gì chứ? Chị Hạ, là anh nhất thời hồ đồ. Xin lỗi em, là anh đã hại em. Kiều Tư Minh, anh nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi đi. Tôi nhất thời nghĩ không thông. Tôi sợ sau khi Chi Hạ sinh đứa bé này ra thì giữa tôi và cô ấy sẽ không còn khả năng nữa. Cho nên tôi đem thuốc trong lọ thuốc vitamin đổi thành thuốc sảy thai. Đồ khốn nạn. Nhưng mà Chi Hạ không nên hôn mê mới đúng. Thuốc này là thuốc do tập đoàn chúng tôi tự mình nghiên cứu ra, sẽ không gây tổn thương đến cơ thể mẹ. Cái cậu nói là cái này sao? Đúng, là cái này.
Không, không đúng, không đúng. Thuốc này đã bị đổi rồi. Thuốc trong lọ bị người ta đổi rồi. Còn về người đổi thuốc, cậu có suy đoán gì? Thuốc này hình như cũng là thuốc do tập đoàn chúng tôi tự nghiên cứu ra. Người có thể tiếp xúc với nó. Kiều Hân Duyệt, đúng không? Là cô ta, khẳng định là cô ta. Giờ tôi sẽ đi tìm cô ta. Đợi đã. Cái này có phải là thuốc cậu đưa cho Chi Hạ không? Đúng. Là cái này. Chi Hạ, tỉnh dậy đi. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc đó, đây là làm sao vậy? Tiểu thư, xin lỗi, tôi đã đổi thuốc của cô. Đổi khi nào? Tối qua, hôm nay vẫn chưa uống. Vì sao chứ? Kiều tiểu thư bắt cóc con gái của tôi. Nếu như tôi không làm theo lời cô ấy, thì con bé sẽ trở thành người thử thuốc cho tập đoàn dược phẩm Kiều Thị. Kiều Hân Duyệt đã đổi thành thuốc gì? Thuốc là Kiều tiểu thư đưa, tôi cũng không biết. Mẹ Lưu, không sao, không phải cháu vẫn bình thường sao? Bà cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì hết. Bà gọi mẹ cháu đến đây, chúng ta cùng nhau thương lượng xem làm thế nào cứu con gái bà. Toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy, cho nên mẹ mới để cho Chi Hạ diễn dở kịch này. Con gái của mẹ Lưu đã về nhà bình an rồi. Còn về Kiều Hân Duyệt muốn xử lý thế nào, tự con xem mà làm. Còn nhớ tôi là ai không? Cậu là ai? À, thật ngại quá, tôi quên mất. Lần trước khi cô Diệp và cô Kiều bị bắt cóc, tôi đã dùng máy biến thanh là cậu. Cậu còn dám gọi điện cho tôi? Ta tổng đừng dội. Tôi có đoạn ghi âm muốn cho anh nghe. Tôi hỏi anh Diệp Chi Hạ đâu? Chuyện tôi bảo anh làm, vì sao anh không làm? Tôi đã làm theo sự dặn dò của cô rồi. Chẳng qua là kết quả cuối cùng có hơi sai khác. Có người đến cướp người, vốn chỉ tôi định, nhưng thấy người đó là anh của cô, nên tôi không dám ra tay. Đúng rồi, tôi vẫn còn một đoạn ghi âm nữa. Có lẽ Tạ Tổng sẽ rất hứng thú với nó. Nghe nói cô Kiều bị mẹ anh nhốt lại rồi. Thế nào, cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi không? Anh Lăng Thần, anh Lăng Thần, anh Lăng Thần. Hơn Việt, tôi không biết bắt đầu từ khi nào cô lại biến thành ác độc như vậy. Là lọ thuốc đó đúng không? Diệp Chi Hạ hôn mê rồi đúng không? Em có thể giải thích. Vậy cô nói cho tôi biết, cái này cô lý giải sao đây? Alo, hôm nay gặp ở chỗ cũ. Cô Kiều, dục cầu bất mãn như vậy sao? Không phải tối qua chúng ta mới... Tôi không còn nhiều thời gian, tôi buộc phải nhanh chóng có con. Tôi đã biết sự thật chuyện bắt cóc rồi. Thỏa thuận ly hôn tôi cũng viết xong rồi. Lát nữa sẽ mang đến đây. Em đã từng cứu mạng anh, anh không thể đối xử với em như vậy được. Tôi nợ cô, tôi đã trả xong từ lâu rồi. Cần tôi phải nói rõ với cô hơn sao? Đứa bé trong bụng Chi Hạ, một mạng đó trả cho cô rồi. Chi Hạ, hôm nay em đến gặp anh, anh rất ngạc nhiên. Hôm nay tôi đến là để nói với anh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, rất cảm ơn sự chăm sóc của anh. Bao nhiêu năm nay, trong lòng tôi luôn biết rất rõ, nhưng không có cách nào đáp lại anh. Nếu như có kiếp sau, đổi lại là tôi thích anh. Chi Hạ, chuyện thứ hai, có thể không nói được không? Chuyện thứ hai, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Là một người mẹ, tôi thật không có cách nào bỏ qua những chuyện anh đã làm với tôi. Nếu như Tạ Lăng Thần đối xử với em không tốt, em có thể quay về tìm anh bất cứ lúc nào. Được rồi, nếu như sau này tôi có thật sự rời xa anh ấy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không chọn anh. Không còn sớm nữa, Lăng Thần còn đang đợi tôi. Tôi đi trước đây. Chi Hạ, Chi Hạ, sao anh lại lên đây? Em lên đây lâu như vậy, anh tưởng em bỏ chạy cùng người khác rồi. Tổng cộng mới có 20 phút. Vợ ơi, về nhà nha.
Thích không? Đều là vợ chồng già rồi mà còn như vậy. Gả cho anh đi. Chị Hà, những thứ anh nợ em, anh sẽ từ từ bồi đắp cho em. Yeah.